Xin chào tất cả mọi người đã đến với bản tin thời sự cuối tháng. Gần đây có một hiện tượng lạ xảy ra và đã tăng lên đột ngột. Từ học sinh cho đến dân văn phòng và tất cả mọi lứa tuổi. Dân văn phòng bỏ cờ bạc lô đề. Sinh viên thôi tụ tập nhậu nhẹt. Kỹ sư bỏ thuốc lá, bỏ cà phê, bỏ gái gú. Chúng tôi đã điều tra được hiện tượng đó xuất phát từ Nhất Kiếm Giang Hồ, game hay dành cho mọi người.